Thưa quý vị khán thính giả, lời đầu tiên xin cho Teresa được thay mặt văn phòng bảo hiểm PSB. Chúng tôi xin kính chào quý vị khán thính giả. Đồng thời, chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ quý khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ văn phòng bảo hiểm PSB trong hơn 20 năm vừa qua. Chính vì vậy mà văn phòng bảo hiểm PSB đã ngày càng lớn mạnh và phát triển. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đem đến cho quý vị khách hàng những chương trình và dịch vụ ngày càng hữu ích hơn. Và hôm nay, văn phòng bảo hiểm PSB xin được tiếp tục có buổi nói chuyện về chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare hay còn gọi là Coverage California. Nhưng trước hết, xin cho Teresa được giới thiệu đến quý vị khán thính giả là chú Lê Văn Nam, là vị khách mời đặc biệt của văn phòng bảo hiểm PSB. Với những hiểu biết sâu rộng của mình về chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare, chú Nam sẽ lần lượt trình bày chi tiết về chương trình bảo hiểm này. Xin kính mời chú Lê Văn Nam gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của đài. Chào cô Teresa, xin chào quý anh chị trong đài NetV. Xin kính chào quý khán thính giả của đài. Tôi tên là Lê Văn Nam, cái tên thì cháu cũng nghe quen thuộc, một cái giọng cho đến nay nghe hơi lạ. Tại vì cái tuần vừa qua, cái thời gian, cái khí hậu nó làm cho bị hò quá trời quá đất ấy. Nên là cũng xin lỗi quý vị nếu mà đang nói chuyện cứ hò hèn tặng thắng thì cũng thông cảm cho. Dạ không sao chú, chắc hôm nay là Teresa cũng sẽ hò chung với chú thôi. Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả, chương trình Obamacare và cũng như là chương trình Medicare đó thì luôn có sự thay đổi hàng năm. Chính vì vậy mà văn phòng bảo hiểm PSB thường xuyên tổ chức những buổi nói chuyện trên TV cũng như là trên radio nhằm mục đích là giải đáp chi tiết về chương trình Obamacare, cập nhật và loan báo những thay đổi của chương trình Obamacare cũng như là nơi để mà văn phòng bảo hiểm PSB có thể giải đáp những cái thắc mắc của vị khách hàng khi đến với văn phòng bảo hiểm PSB. Hơn thế nữa, văn phòng bảo hiểm PSB có rất nhiều nhân viên bảo hiểm giỏi về Obamacare. Chúng tôi sẵn sàng đón tiếp quý vị ở văn phòng tại trong khu Lan Plaza ở góc đường King và Thule. Số điện thoại của văn phòng là 408-528-1528. Khi đến với văn phòng bảo hiểm PSB, quý vị sẽ được chúng tôi tận tình giúp đỡ từng trường hợp một, sẽ giúp quý vị tìm hiểu cũng như là lựa chọn và ghi danh vào chương trình Obamacare thích hợp với mình để có được chương trình bảo hiểm sức khỏe thật tốt. Và bây giờ xin mời chú Nam bắt đầu vào buổi nói chuyện ngày hôm nay ạ. Thưa quý khán thính giả, như cô Teresa vừa thưa với quý vị đó là chúng ta nói chuyện về Obamacare, nhưng mà tôi cũng xin mạn phép là nói leo qua cái chương trình Medicare một chút xíu. Cái lý do là tại vì như quý vị biết đó, cái thời gian mà ghi danh cho Medicare họ ấn định là từ ngày 15 tháng 10 cho đến ngày 7 tháng 12 năm nay. Thì tôi nói đến cái chương trình Medicare tại vì nó sắp hết cái ngày ghi danh rồi. Dạ, tuần sau phải không chú? Đúng rồi, tức là sắp hết. Thì cũng xin nhắc nhở quý vị nào mà chưa có ghi danh kịp trong cái chương trình Medicare để mà thay đổi cái chương trình Medicare của mình thì nên lưu ý cái thời gian ghi danh nó chỉ còn có vài hôm nữa là hết thôi. Nếu mà không kịp á thì sẽ không có chương trình tốt cho mình năm sang năm, hoặc là có thể là không có cái bảo hiểm sức khỏe cho mình cho sang năm, thì cũng một năm mà không có bảo hiểm sức khỏe thì cũng phiền lắm. Dạ. Em xin lưu ý quý vị ngày cuối để ghi danh chương trình Medicare là 7 tháng 12. Còn trở lại Obamacare thì cũng xin nhắc luôn quý vị là thời gian ghi danh tuy rằng nó cho chúng ta đến ngày 31 tháng Giêng sang năm, nhưng mà nếu mà quý vị nào muốn có cái chương trình bảo hiểm sức khỏe mà nó tiếp tục hết năm nay, tức là nó tiếp tục nó bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng á, thì phải ghi danh trước ngày 15 tháng 12 thì mới có được cái chương trình bảo hiểm sức khỏe nó có từ ngày 1 tháng Giêng. Còn sau đó thì không kịp á, thì nó sẽ cứ dồi lại đằng sau. Tháng 2 hoặc tháng 3 quý vị mới có cái chương trình bảo hiểm sức khỏe. Thì xin nhắc lại quý vị Medicare, đến ngày 7 tháng 12 là hết hạn ghi danh chương trình Medicare. Và quý vị Obamacare thì đến ngày 31 tháng Giêng là hết hạn. Nhưng mà nếu muốn có chương trình bảo hiểm
sức khỏe cho mình bắt đầu từ 1 tháng Giêng thì nên ghi danh trước cái ngày mùng 1 tháng Giêng. À xin lỗi quý vị, ngày 15 tháng 12 chứ. 15 tháng 12 là năm nay. Thì đó là những cái thời điểm mà tôi xin nhắc nhở quý vị để mà ghi danh cho kịp. Dạ cảm ơn chú Nam đã nhắc nhở ạ. Và cái nếu như hồi nãy đó là lúc mà đang trong văn phòng đó chú, thì cũng có một vị khách gọi đến nói là năm sau tôi mới đăng ký Medicare được không, mặc dù là birthday của tôi là tháng 7, qua 65 tuổi là từ tháng 7 năm 2017. Thì Teresa cũng đã phải sắp cái lịch hẹn cho cái vị khách hàng đó qua cái tuần sau là December 6, là cũng gần cận ngày đó chứ. Gần cuối rồi. Dạ gần cuối rồi, nhưng mà tại vì cái lịch hẹn bây giờ nó cũng tương đối nó thoát rồi hả? Dạ không chú, nó kín rồi nên là phải kiếm cái chỗ để vô chú. Tương đối kín. Dạ thoát. Tương đối kín rồi. Vậy chú thà cho con cho Teresa được hỏi là vậy thì những cái người khách đó chú, những cái vị khách hàng mà mình đã có Medicare rồi thì mình có cần ghi danh cho Obamacare không chú? À, thưa quý khán thính giả, những quý vị nào mà có cái chương trình Medicare thì không có cần phải ghi danh vào Obamacare. Ừ. Tại vì hai cái đó nó không cần hai thứ. Dạ. Quý vị đã đang có Medicare mà ghi danh Obamacare thì không cần thiết, chúng ta tự nhiên đi trả tiền cái chuyện không cần thiết như vậy. Nên ra câu trả lời rõ ràng là nếu quý vị đang có Medicare thì không có cần phải ghi danh vào Obamacare. Dạ. Vậy thì giữa cái sự khác biệt giữa Medicare với lại Obamacare nó như thế nào, chú Nam có thể nói chi tiết hơn một chút được không ạ? Thưa quý khán thính giả, hai cái đó nó đều để bảo vệ cái sức khỏe của mình. Dạ. Nhưng mà nhìn mà sâu xa hơn thì nó khác nhau nhiều lắm. Medicare là một cái quyền lợi chăm sóc sức khỏe, cái quyền lợi về y tế của mình, của người nào mà ở bên này có. Khi ở bên Mỹ mà chúng ta đi làm đó, có đóng cái thuế. Yeah. Cái thuế nó gọi là cái social tax, là trong đó nó có Medicare. Ừ. Thì khi mà chúng ta làm đủ cái lượng giờ làm bên Mỹ nó tính là 40 khóa tờ, tức là khoảng 10 năm. Và đến khi 65 tuổi thì chúng ta được cái quyền lợi về cái bảo hiểm. Nó phải là bảo hiểm nữa. Cái quyền lợi cung cấp những cái dịch vụ y tế mà do Federal họ cấp cho mình. Yeah. Đó là cái quyền lợi, cái quyền lợi về phục vụ về y tế. Còn về Obamacare nó không phải là cái quyền lợi như vậy, nhưng mà nó là cái bảo hiểm y tế, tức là chúng ta mua, quý vị đi mua để mà có được cái chi trả khi chúng ta đi bác sĩ hoặc là đi bệnh viện. Này, hai cái đó nó khác nhau. Cái vấn đề quyền lợi là gì? Nói là Medicare đó, cái quyền lợi thì cái quyền lợi đó Federal họ cấp cho mình, và họ chỉ cung cấp những cái quyền lợi tối thiểu cho mỗi quý vị thôi. Còn Obamacare là bảo hiểm sức khỏe, thì chúng ta đi mua, mà khi đi mua thì tiền tới đâu mua tới đó. Thì hai cái căn bản đó, nó khác nhau như vậy. Nhưng mà khi mà cái đạo luật Obamacare ra đó, cái bảo hiểm y tế đó nó không có thay thế cho Medicare. Hai cái vấn đề nó khác nhau. Một bên là quyền lợi, một bên là cái bảo hiểm. Coi như Medicare là quyền lợi về sức khỏe. Quyền lợi về sức khỏe. Còn Obamacare là về bảo hiểm về sức khỏe. Thì hai cái nó đều là để chăm sóc sức khỏe hết. Về những dịch vụ y tế, một bên là quyền lợi, một bên là bảo hiểm chúng ta đi mua. Dạ đúng rồi. Vậy thì cái chương trình Obamacare khi mà nó ra đời thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến với lại cái chương trình Medicare vậy chú? Nếu mà nói tới cái ảnh hưởng như thế nào về chương trình Medicare đó, thì trước hết á, cái ảnh hưởng nhiều nhất á, ở bên Mỹ này cái gì cũng nói tới tiền bạc trước đó. Dạ. Thì thưa quý khán thính giả, cái ảnh hưởng nhiều nhất mà trên cái chương trình Obamacare, nó ảnh hưởng đến cái Medicare như thế nào, thì cái ảnh hưởng lớn nhất là cái tiền, cái ảnh hưởng đến tiền. Khi những cái đạo luật đó họ đưa ra đó, họ đưa ra những cái biện pháp để mà ngăn chặn những cái sự gian lận về Medicare từ xưa đến nay. Tại vì Medicare là một cái quyền lợi như tôi vừa nói là do Federal họ cung cấp, và hồi xưa đến giờ là do Federal họ quản lý luôn, tức là cơ quan Medicare đó họ sẽ cung cấp cho chúng ta những quyền lợi, rồi chúng ta khi đi bác sĩ hoặc bệnh viện hoặc những dịch vụ
thì những cái nơi mà cung cấp dịch vụ đó đó họ gửi cái biên lai lên cho cơ quan, những cái cơ quan liên quan của Medicare, của Federal để mà lấy lại cái tiền. Vì cái sự quản lý mà hành chánh cái kiểu mà công chức như vậy thành ra tạo ra những cái sự sơ hở và thất thoát nhiều lắm. Thành ra nó đưa đến những cái sự gian lận, mà gian lận đây là chỉ nói thẳng là họ gian lận để họ lấy tiền. Mà cái gian lận đó nó rất là lớn lao. Họ thống kê ra mỗi năm cái sự gian lận về Medicare mất thất thoát đi gần đến 80-90, gần 100 tỷ đô la về cái sự gian lận Medicare. Quý vị mà nếu theo dõi tin tức thì đôi khi có những cái gian lận nó rất là quy mô. Nó tổ chức những cái bệnh viện giả trên toàn quốc chứ không phải là một cái chỗ nào. Một cái bệnh viện giả, rồi có bác sĩ giả, rồi có phòng mạch giả, rồi bệnh nhân giả, tất cả những cái đó. Rồi nó làm những cái hồ sơ giả rồi nó gửi lên, nó lấy tiền về. Đôi khi họ bắt được nguyên một cái đường dây cả mấy chục người như vậy. Thì những cái thất thoát đó nó đưa đến cái sự mất mát cái quyền lợi ngay cho những người mà có hưởng thụ Medicare. Thành ra đạo luật Obamacare khi mà ra thì họ đưa ra những cái mà để ngăn chặn những cái gian lận đó. Mà nhờ những cái ngăn chặn đó đó mà đỡ đi những cái thất thoát về tài chính. Mà khi đã đỡ thất thoát như vậy á, thì họ cho biết rằng cái quỹ của Medicare, tức là cái Medicare Fund á, cái tiền mà họ chi trả cho quý vị Medicare đó, nó được kéo dài có thể cho đến năm 2030 tôi không nhớ rõ con số, khoảng 28 29 đó chứ. Thì nhờ cái sự mà ngăn chặn những cái thất thoát đó mà nó đem đến cho cái quyền lợi của những người Medicare được giữ lại những cái tiền thất thoát đó, thì khi cái quỹ đó còn thì chúng ta được có thêm quyền lợi, và khi cái quỹ đó nó có tiền thì chúng ta được thêm những quyền lợi, thí dụ như tiền premium hay tiền deductible hoặc là những cái benefit khác nó thêm vô. Thì đó là cái ảnh hưởng mà lớn lao nhất từ Obamacare cho đến Medicare. Dạ, ngoại trừ cái việc mà nó bảo vệ chống lại cái sự gian lận về Medicare đó đó chú, thì Medicare còn được hưởng thêm những cái quyền lợi nào khác nữa từ cái chương trình Obamacare đó không chú? Thưa quý khán giả, khi mà cái đạo luật ACA đó là nói cái danh từ giang hồ là Obamacare. Dạ. Khi mà họ ra như vậy á, thì cũng chú trọng đến những cái chương trình Medicare. Thứ nhất là họ thêm vào những cái quyền lợi cho những quý vị mà có Medicare. Thí dụ như cái preventive, tức là cái chẩn bệnh trước khi đi khám bệnh đó. Khi mà chúng ta chưa có bệnh, chúng ta cứ đi khám xem là có khỏe hay không để ngăn ngừa bệnh nó đến. Rồi những cái dịch vụ khác nữa được thêm vào trong cái chương trình Medicare của quý vị. Thành ra nó được thêm những cái quyền lợi đó. Và một cái điều nữa mà quý vị thấy đây là một cái cũng rất ảnh hưởng đến chúng ta về quý vị Medicare đó, là vấn đề tiền. Nói chung quy lại là đến tiền. Mà cụ thể là như trên cái vấn đề tiền thuốc. Thì quý vị Medicare đó, ai cũng biết cái danh từ người ta gọi là donut hole. Donut hole là cái khoản mà chi trả mà những quý vị Medicare phải trả tiền nhiều nhất trong những cái lúc mà đi mua thuốc đó. Hiện nay đó, hồi xưa thì cứ khoảng một nửa đến cái giai đoạn donut hole đó thì quý vị Medicare phải trả trung bình khoảng một nửa, rồi từ từ nó xuống, năm nay nó xuống nó khoảng chừng cỡ 46 gì đó khoảng đó. Không nhớ con số rõ lắm, nhưng khoảng bốn mấy, dưới 50, 44% khoảng đó. Thì thưa quý khán giả, từ nay đến năm 2020 chẳng gần rồi, năm 2017 sắp khoảng 18 rồi. Thì cái donut hole đó nó còn giảm đi nữa, quý vị chả sẽ giảm đi nữa. Mà sau 2020 đó, một cái tin rất là vui đó, là cái donut hole sẽ không còn nữa. Tức là quý vị không có phải chi trả nặng như ngày hôm nay ở trong cái khoản nó gọi là donut hole. Thì đó là những cái điều ảnh hưởng cụ thể từ Obamacare đến cho quý vị Medicare. Cảm ơn chú. Như vậy thì cái chương trình Obamacare đó chú, nó có gì mà nó đặc biệt hơn chương trình Medicare không chú?
nói đặc biệt thì như tôi vừa trình bày là vấn đề về tài chính, thì bây giờ nói thêm nữa đó, thì nếu mà cái ảnh hưởng gì nữa đó thì nó cũng có những cái chương trình nữa từ Obamacare ảnh hưởng đến Medicare. Thì cái chương trình đó nó gọi là cái danh từ nó gọi là Medicare Share Saving Program, và trong đó nó còn gọi là Accountable Care Organization. Thì hai cái chương trình đó từ trong Obamacare họ định cho quý vị nên Medicare được hưởng. Thì cái mục đích của hai chương trình đó là gì? Là họ sẽ chú trọng đến cái vấn đề mà giúp quý vị quản lý, điều hành cái vấn đề sử dụng những cái dịch vụ y tế của mình, sử dụng thuốc như thế nào. Và họ giúp không những cho quý vị Medicare mà còn giúp cho những quý vị những cái người mà cung cấp dịch vụ, thí dụ như bác sĩ bệnh viện hoặc là những phòng mạch, thì họ giúp cho những người đó để mà làm sao cái vấn đề chi tiêu của quý vị nó được giảm thiểu. Thì nhờ những chương trình đó mà mỗi năm nó được tiết kiệm chắc cũng khoảng gần 1 tỷ đô la, chứ vậy. Thì đó là những cái vấn đề mà ảnh hưởng từ Obamacare cho đến Medicare. Mà những điều tôi vừa trình bày thì đa số là ảnh hưởng tốt trên vấn đề tài chính. Giúp chúng ta tiết kiệm được tiền, giúp chúng ta chi trả ít hơn, có những thêm những cái quyền lợi về y tế hơn. Đó là những cái điều kiện, những cái ảnh hưởng từ Obamacare cho đến Medicare. Vậy thì những quý vị mà đã có Medicare đó, thưa chú, vậy thì mình cần phải làm cái gì để mà mình được hưởng thêm những cái quyền lợi từ Obamacare vậy chú? Thưa quý khán thính giả, để mà được hưởng những cái quyền lợi từ ảnh hưởng từ Obamacare đến Medicare, thì giống như tôi cũng vừa nói, cũng như tôi thường nói là chúng ta phải tìm hiểu thôi, tại mỗi năm nó có những cái thay đổi nhiều lắm. Mỗi năm từ chương trình Obamacare hay là Medicare cũng vậy. Thì muốn được hưởng những quyền lợi đó chúng ta phải tìm hiểu để biết rằng chúng ta có những quyền lợi gì, và những quyền lợi đó chúng ta tìm hiểu được ở từ đâu. Tại vì thưa quý vị, cái Medicare như tôi vừa trình bày nó là một cái quyền lợi về y tế, mà cái quyền lợi thì chỉ cho mình những cái quyền lợi về căn bản. Còn chúng ta muốn có quyền lợi thêm là chúng ta phải đi tìm, tìm coi chỗ nào đó là chúng ta gõ cửa, chúng ta khoèo, chúng ta móc, chúng ta làm đủ thứ để mà có thêm quyền lợi. Chứ những quyền lợi đó không có tự nhiên mà đến với mình. Nó khác với cái bên Obamacare là bảo hiểm sức khỏe, là chúng ta có tiền chúng ta đi mua, chúng tôi có tiền nhiều, yêu cầu cho tôi nhiều quyền lợi. Còn bên Medicare là không có như vậy, chúng phải tìm hiểu thôi. Tìm hiểu được nhiều thì chúng ta có quyền lợi nhiều. Mỗi năm nó có nhiều thay đổi. Mà muốn tìm hiểu thì cái cách mà tôi cũng trở lại là đến tìm những cái cô nhân viên mà giỏi về bảo hiểm sức khỏe, cả về Obamacare cũng như Medicare. Ví dụ như cô Teresa đây. Dạ, cảm ơn chú. Ở văn phòng BSV có rất nhiều nhân viên bảo hiểm giỏi về cả Obamacare và Medicare luôn chú ạ. Thầy đang tính nói, cô nói hơn. Dạ. Nói luôn. Dạ. Tôi xin nhắc lại quý vị là trở lại là muốn có quyền lợi là chúng ta phải tìm hiểu. Thì đó là cái đề nghị mà tôi cũng thường nói với quý vị. Dạ. Kính thưa quý vị khán thính giả, thì trong cái thời lượng ngắn ngủi của chương trình từ 15 đến 20 phút thì mặc dù rất là muốn nhưng mà chúng tôi cũng không thể nào nói hết được những cái chi tiết về chương trình Medicare cũng như là chương trình Obamacare. Nếu quý vị khán thính giả mình còn câu hỏi riêng cho trường hợp của mình thì mình có thể gọi điện thoại cho văn phòng BSP ở số 408-528-1528 hoặc đến trực tiếp văn phòng ở trong khu La Plaza ở góc đường King và Tu Lì. Tại văn phòng bảo hiểm BSP chúng tôi có rất nhiều nhân viên bảo hiểm giỏi về Medicare và Obamacare sẵn sàng đón tiếp quý vị khán thính giả. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị từng trường hợp, giúp quý vị tìm hiểu cũng như là lựa chọn và ghi danh vào chương trình Obamacare cũng như là Medicare thích hợp cho mình, nhằm giúp cho quý vị tiết kiệm được nhiều ngàn đô la mỗi năm cũng như là giúp cho quý vị có được chương trình bảo hiểm sức khỏe thật là tốt cho mình, yên tâm với cái cuộc sống của mình hơn.
Và trước khi chào tạm biệt thì xin cho Teresa được nhắc lại là chương trình Obamacare cũng như là chương trình Medicare luôn có sự thay đổi hàng năm, và cái thời gian ghi danh nó được ấn định mỗi năm chứ không phải lúc mình muốn ghi danh lúc nào cũng được. Đối với chương trình Medicare đó là từ tháng 10 ngày 15 cho đến tháng 12 ngày 7, còn chương trình Obamacare là từ tháng 11 ngày 1 cho đến tháng 1 ngày 31 năm 2018. Chính vì vậy xin kính mong quý vị khán thính giả mình bỏ chút thời gian mình có thể tìm hiểu cũng như là lựa chọn và ghi danh vào chương trình bảo hiểm sức khỏe thích hợp cho mình cũng như là chương trình Medicare thích hợp nhằm có được sự chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe cũng giống như là tiết kiệm nhiều ngàn đô la mỗi năm. Xin kính chào quý vị khán thính giả, xin cảm ơn quý đài và xin kính chào chú Lê Văn Nam. Chào cô Teresa, xin chào quý anh chị trong đài, xin kính chào quý khán thính giả của đài.